Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta 21 tháng 7 chủ nhật, chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm Berlin. Và đây là một cái dòng sông rất đẹp chảy qua trung tâm Berlin. Và kia các bạn thấy có rất nhiều những cái người du khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến đây để cùng đi du lịch và tận hưởng cái cuộc sống an bình tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua ở trong nước, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau một thời gian lâm bệnh thì ông ta đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, cái quãng thời gian của ông Phú Trọng xuất hiện thì cũng đặt nhiều câu hỏi, bởi vì khi ông ta chỉ làm việc được 1-2 buổi, sau đó ông ta lại mất tích luôn, gần như không còn có mặt trên cái những cái cuộc tiếp khách khác ở trong nước hàng tuần hoặc thậm chí đến cả tháng mà không có mặt nữa. Và các bạn cũng thấy hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua là rất đáng đặt câu hỏi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Vâng. Và ngoài ra thì ông ta còn luôn luôn tuyên truyền cho cái việc mà 9 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và ông ta hô hào những cái người đảng viên của ông ta và những cố gắng là không bị tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và chính cái điều này thì các bạn có thể tra trong những cái thông tin khác mà sau đây, sau cái chương trình này chúng tôi cũng sẽ xin chia sẻ với các bạn. Và cái điều thứ nhất, đây người ta đòi điều thứ nhất mà ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đó là đòi thực hiện đa nguyên đa đảng. Đó, ông ta không muốn. Đấy. Thì các bạn cũng thấy là sau lưng chúng tôi đây, đây là một đất nước và tự do dân chủ của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở đây thì có rất nhiều những đảng phái khác nhau. Và bất cứ ai cũng có quyền thành lập, tập hợp lại và thành lập những cái đảng phái mà mình đấu tranh cho cái quyền lợi của những cái người mà người ta bỏ phiếu cho cái đảng này. Và nếu mà có đảng nào có đạt 5% phiếu thì có sẽ được vào Quốc hội Đức để tham gia vào những công tác điều hành đất nước cùng những đảng phái khác, hoặc là tự mình đứng ra thành lập chính phủ. Và cái điều đó cũng đưa đến cái sự tốt đẹp cho cái thể chế dân chủ và tự do ở đây, bởi vì chỉ có như vậy, chỉ có đa đảng như vậy, đa nguyên đa đảng như vậy thì những cái đảng phái khác nhau với cái đường hướng khác nhau, họ tìm mọi cách để họ phục vụ cuộc sống của người dân một cách tốt nhất và đem đến cái hạnh phúc cho người dân. Và như các bạn thấy đây, đây là tư bản. Và theo như những cái cuốn sách ở trong nước đọc, các bạn thấy cho đến ngày nay vẫn dạy là tư bản dễ chết, rồi là nhiều cái chuyện khác nữa. Và ngay bên cạnh tôi đây, cái tòa nhà mới bên cạnh tôi đây, đấy là trường đại học của Humboldt Forum, tức là trường đại học Humboldt, là một cái trường rất nổi tiếng ở Berlin. Và họ trước đây cái khu vực này, trường đại học này là một cái dinh Cộng hòa của thời Cộng hòa Dân chủ Đức. Và cái dinh Cộng hòa đó sau khi nước Đức thống nhất thì họ đã để khá lâu bị tranh cãi về cái việc mà sẽ làm gì với cái dinh Cộng hòa đó. Sẽ cuối cùng thì họ đã quyết định là đập cái dinh Cộng hòa đấy đi, của Cộng hòa Dân chủ Đức đi, và họ xây cái khu vực này là một cái trở lại cái trạng thái nguyên trạng như trước khi mà bị xây dựng, đó là một cái lâu đài. Và bên cạnh đó họ dùng làm một cái nơi mà có những cái hội thảo của trường đại học Humboldt nổi tiếng của Berlin. Và tại đây sẽ có rất nhiều những cái chính kiến khác nhau, rất nhiều những cái hội thảo khác nhau được đưa ra bàn bạc, bàn thảo một cách công khai, và mọi người có thể đến đây để tranh luận. Đấy là cái điều mà đa đảng và đa nguyên đã đem lại cho nước Đức như vậy. Và các bạn cũng tự chứng kiến rằng sau lưng tôi đây, cuộc sống của người dân Đức thế nào. Họ sau khi nước Đức thống nhất thì họ có tự do và họ được quyền nói, họ được quyền viết, họ được quyền tham gia vào rất nhiều đảng phái khác nhau để họ bỏ, để cái đảng, những cái đảng đó khi được nhận được nhiều phiếu thì sẽ làm những cái điều mà cái người dân mong muốn. Thì đấy là cái lợi ích của việc đa nguyên đa đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng là không mong muốn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng lo sợ là đòi thực hiện tam quyền phân lập phát triển xã hội dân sự. Và tam quyền phân lập và xã hội dân sự thì là cái điều hết sức bình thường. Như các bạn hoặc là những cái người con cháu các bạn ra nước ngoài học tập và kinh doanh cũng như là làm công tác thì đều thấy rằng là những cái nước có thể chế là tam quyền phân lập và xã hội dân sự phát triển thì họ rất văn minh. Và cái luật pháp được thực thi ở chỗ tam quyền phân lập là cơ quan hành pháp, cơ quan lập pháp và những cái cơ quan đó, rất nhiều cơ quan, ba cơ quan đó nó độc lập với nhau, cho nên sẽ tránh được những cái vấn đề khi mà tư pháp là cái nơi mà xét xử những cái tội phạm thì họ độc lập, họ không bị chịu sức ép của cơ quan hành pháp là bên công an đấy, hoặc là cơ quan lập pháp là Quốc hội, bởi vì là họ tam quyền phân lập đấy. Và những cái bản án đó thì sẽ tốt cho cái người dân, tốt cho người, những cái người mà xét xử đó, bởi vì nó thường sẽ dẫn đến những cái kết quả công tâm và không bị can thiệp. Trong Việt Nam, tại Việt Nam thì các bạn đã biết trong thời gian vừa qua thì trong cái cuộc chiến chống tham nhũng do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu và Đảng Cộng sản làm thì họ chỉ
đánh nhầm vào một số cái quan chức nào đó và đưa những quan chức đó vào tạm giam, và khi tạm giam rồi họ mới tìm chứng cứ và đưa ra xét xử. Nhiều cái chứng cứ và xét xử đó đã không được minh bạch và không rõ ràng, và không có lý do để kết luận một cái con người có tội hay không có tội. Tuy nhiên thì những cái án bỏ túi ở trong nước vẫn được đưa ra, được Đảng Cộng sản đưa ra, và họ, những cái người bản thân là đảng viên Đảng Cộng sản, họ phải chịu những cái oan ức của mình, và rất nhiều người thậm chí còn tự sát hoặc là bị tuyên án tử hình oan, rất nhiều cái án oan khác mà trong nước đã xảy ra. Và chính vì vậy là không có, đã thiếu cái tam kình phân lập và thiếu cái xã hội dân sự, là những cái nơi mà lên tiếng cho cái quyền tự do, quyền được sống, quyền con người tại Việt Nam đã thiếu. Chính vì vậy mà người Việt Nam đang hiện nay đang gặp phải rất nhiều khó khăn, bởi vì họ phải im lặng để họ tồn tại, và cái điều đó sẽ làm cho cái xã hội càng ngày càng đi xuống, và cái đạo đức xã hội như các bạn cũng đã thấy là cũng càng ngày càng tệ hại đi ở trong nước. Và điều thứ ba, Nguyễn Phú Trọng không muốn, đó là phủ nhận thành quả cách mạng, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng nhà nước. Đấy. Thì cái điều này á, thì đương nhiên là với cái vai trò khi ở những cái nước dân chủ như thế này thì báo chí độc lập thì họ có quyền nghiên cứu, họ có quyền nghiên cứu và họ có quyền đưa ra những cái thông tin mà báo chí tự do họ có bằng chứng, và họ sẽ nói những điều đó để cho người dân được biết. Và những cái người lãnh đạo, kể cả lãnh đạo Đảng Cộng sản ở trong nước, thì họ cũng là những con người mà thôi, và những con người như vậy thì đương nhiên là họ sẽ phải có những cái sai sót, sai lầm mà mình gặp phải. Ngay cái ông Hồ Chí Minh là một cái người mà đi hoạt động rất nhiều ở nhiều nước trên thế giới, ở bên Pháp, bên Trung Quốc, bên Nga và nhiều nước khác, thì ông ta cũng là con người, thì ông ta cũng có những cái sai sót của mình. Như cải cách ruộng đất thì ông ta cũng tự thú nhận cái sai sót đó. Đấy là một trong những ví dụ như vậy, làm chết hàng nghìn con người và hàng trăm nghìn người đã bị ly tán, và nhiều cái tài sản đã bị phá phách. Thì cái điều đó thì rõ ràng là sai rồi, và những cái gì mà sai thì người dân và báo chí thì có quyền đưa ra để cho cái việc sai sót đó sẽ không bị lặp lại. Thì cái điều này là Nguyễn Phú Trọng không muốn. Đấy. Điều thứ tư là kích động tư tưởng bất mãn, chống đối trong nội bộ. Và cái tư tưởng bất mãn và chống đối trong nội bộ là thế nào? Là thế nào? Bởi vì khi bản thân người đảng viên, hàng triệu đảng viên họ đã tham gia vào cách mạng ở Việt Nam, và sau khi tham gia thì khi cách mạng thành công, nói ngôn ngữ ở trong nước, thì họ không được hưởng những cái quyền lợi như là đảng đã công bố khi mà họ làm cách mạng. Thì và ngược lại, họ lại trở thành cái tầng lớp bị trị và bị những cái cán bộ cấp cao hơn, thậm chí những quan chức tham nhũng mua bán bằng cấp và dùng tiền để mua ghế và thống trị lại họ, cướp đất đai lại cho của họ. Và những cái người đảng viên đó thì họ đương nhiên là họ có quyền phản kháng lại cái điều này. Thì cái điều đó mà ông Nguyễn Phú Trọng không muốn, nhưng đấy là một vấn đề hết sức bình thường trong một xã hội. Bởi vì là khi mà có cái áp bức thì cái áp bức đó không phải chỉ cho người dân, mà áp bức đó cả với đảng viên Đảng Cộng sản ở trong nước, thì họ có quyền được thể hiện cái vấn đề là áp bức đó là không đúng đắn với họ, và họ có quyền kiện cáo ra tòa, hoặc là họ yêu cầu là người đứng đầu chủ tịch đảng là ông Nguyễn Phú Trọng phải có cái giải thích và phải có cái hành động rõ ràng để đem lại quyền lợi cho họ, khi mà họ đã bỏ hy sinh xương máu, khi con cháu họ đã phải bị mất mát và bị chết ở trên các chiến trường. Cuối cùng thì là những cái người được hưởng lại là những quan chức cấp cao và quan chức mới tham nhũng. Thì điều đó là bất cập, và đương nhiên là với điều đó thì những cái cán bộ trong nước và những người dân trong nước họ bất mãn là chuyện bình thường và không thể tránh khỏi. Điều thứ tư Nguyễn Phú Trọng không muốn là kích động tư tưởng bất thứ tư là phủ điều thứ năm là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng với lực lượng vũ trang. Cái điều này cũng rất quan trọng. Đấy, tức là cái lực lượng vũ trang ấy, thì một số nước như Đức và một số nước văn minh khác thì họ tách ra khỏi Đảng. Tức là cái lực lượng vũ trang là công an và quân đội, là bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước, chứ không phải đi bảo vệ Đảng. Và nếu mà cái điều đó hiện nay ở trong nước thì hiện nay đang đi bảo vệ Đảng, bảo vệ Đảng Cộng sản là chính. Đấy. Chứ còn nhân dân thì các bạn cũng chứng kiến trong thời gian vừa qua là liên tục là những tàu thuyền của người dân đi ra đánh cá ngoài khơi, rồi sau đó là bị phía Trung Quốc dùng tàu khác chèn ép, đâm chìm, giết chết người dân và cướp bóc những cái phương tiện đánh cá cũng như là hải sản của họ. Thì phía Việt Nam chỉ lên tiếng một cách hết sức nhẹ nhàng, gần như không có gì, và phải đến gần đây nhất khi mà thời gian vừa qua khu vực bãi Tư Chính đã xảy ra cái vụ việc rất nghiêm trọng và tiếp tục diễn, thì phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức
chỉ rõ mặt Trung Quốc là cái nơi, là cái đất nước mà đang cố đe dọa những cái nước nhỏ khác. Thì cái lực lượng vũ trang là lực lượng phải bảo vệ nhân dân chứ không phải bảo vệ đảng, bởi vì đảng là nằm trong nhân dân, nằm trong đất nước, họ chỉ có vài triệu người mà thôi, thì không thể chỉ bảo vệ đảng, mà cái điều đó là họ phải độc lập, đứng ra độc lập, và cái điều đó là ông Nguyễn Phú Trọng không muốn. Thứ sáu là truyền bá tư tưởng quan điểm đối lập. Đấy, cái điều thứ sáu ông Nguyễn Phú Trọng không muốn là truyền bá quan điểm tư tưởng đối lập. Thì có nghĩa là sao? Tức là ở bên Đức này thì các bạn cũng đã biết rồi, thì nó có nhiều đảng phái khác nhau, thì trong một cái cuộc họp quốc hội thì các đảng phái đều có quyền tranh luận, tranh cãi rất dữ dội về một cái đề tài nào đó. Tuy nhiên cuối cùng thì thông qua vấn đề bỏ phiếu thì họ sẽ quyết định là nếu mà nơi đảng nào nhiều phiếu và nhiều ghế, tức là nhiều phiếu đồng ý, thì cái quyết sách đó hoặc là cái luật đó sẽ được đưa ra tiến hành. Nhưng mà trong nước thì Việt Nam thì lại không có cái điều đó, bởi vì hiện nay các bạn cũng đã biết chỉ có một cái đảng duy nhất là đảng Cộng sản. Mà đảng Cộng sản lãnh đạo ấy thì là họ chỉ có một đảng thôi, độc quyền, độc tài dẫn đến độc quyền, và không trên là họ không có những cái tổ chức để phản biện lại. Tuy nhiên thì có một số cái cán bộ đảng viên khác, họ cũng có cái tư tưởng cấp tiến hơn, họ cũng hiểu biết hơn, và họ đã có những cái phản ứng, họ có những cái phản đối với cái đường lối của đảng. Thì vụ cụ thể qua những cái vụ vừa qua, như những cái trí thức lớn, họ đã có viết kháng nghị thư gửi ra Tổng Bí thư, gửi cho Chủ tịch nước, gửi cho Quốc hội Việt Nam, nêu lên những cái vấn đề bức xúc của đất nước mà chưa được giải quyết, thì cái điều đấy hết sức bình thường mà thôi. Đấy. Và điều thứ 7 ông Nguyễn Phú Trọng không muốn, cái này rất quan trọng này, mà đang xảy ra bây giờ, đấy là gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đấy, đấy các bạn thấy, đây điều thứ 7 đây. Các bạn thấy, gây bất lợi đấy trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đấy, một lần nữa nhắc lại. Đấy. Và thì là sao? Tức là ông ta rất lo là cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc là bị bất lợi. Đấy. Bởi vì có lẽ là bởi vì là ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một cái người đứng đầu của Đảng Cộng sản, mà ông Tập Cận Bình cũng là người như vậy ở Trung Quốc, và hai nước hiện nay gần như là còn có trên thế giới chỉ còn có vài ba nước mà sử dụng cái chủ nghĩa cộng sản để thống trị người dân, đó là Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên và một số nước nhỏ khác. Thế nhưng mà những cái nước này càng ngày càng ít đi, và cái người dân người ta không tin cái chủ nghĩa cộng sản nữa, bởi vì nó đã bị tan rã trên toàn thế giới rồi. Từ Liên Xô ngày xưa trước đây đã tan vỡ thành nhiều nước khác, rồi từ các nước Đông Âu cũng lại tan vỡ, và bây giờ họ trở thành thể chế tự do và dân chủ. Và các bạn cũng chứng kiến rồi, cuộc sống của người dân rõ ràng là được cải thiện rất lớn, rất nhiều, và người ta rất tự do, họ đi lại thoải mái. Thế nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng không muốn, ông sợ rằng gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thì là sao? Thì là bởi vì sao? Việt Nam hiện nay thì các bạn cũng đã biết, thì cái tiềm lực, đặc biệt là về đảng, thì rất họ rất kém về điều động về hoạt động kinh tế, tức là về họ điều hành đất nước thì rất kém. Cho nên là nhiều cái điều khác nhau họ phải nhờ vào Trung Quốc, vay tiền Trung Quốc, vay vốn Trung Quốc làm đường sắt, rồi vay vốn Trung Quốc làm nhiều dự án. Nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng, hãy kiểm tra những cái dự án mà Trung Quốc đã làm cho Việt Nam. Đấy, thế thì những cái dự án đấy là tốn rất nhiều tiền, càng ngày tốn nhiều tiền và thành những cái đống sắt vụn mà thôi. Rồi có những dự án như các bạn chứng kiến ngay tại thủ đô Hà Nội như đường sắt Cát Linh, thì không đến hàng chục năm nay cũng không đưa vào sử dụng được, mà cứ lãi mẹ đẻ lãi con, và Việt Nam và người dân còng lưng ra để trả nợ. Đấy là cái bẫy của Trung Quốc, đấy là bẫy nợ của Trung Quốc dành cho những cái nước mà cùng thể chế như Việt Nam. Và cái điều đó Nguyễn Phú Trọng đã không nhận ra, chính vì vậy mà ông ta luôn lo sợ rằng gây bất ổn trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thì không có Trung Quốc thì chúng ta sẽ có những nước khác, chúng ta sẽ có những cái nước dân chủ tự do khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, rồi Pháp, rồi ngay cả Đức nữa, các nước Liên minh châu Âu, họ sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam, họ sẵn sàng mở vòng tay để nhập hàng của Việt Nam, đào tạo công nhân Việt Nam và tạo công việc làm cho người dân Việt Nam. Thế nhưng mà tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại cứ phớt sợ là bất lợi cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc? Thì cái này là ông Nguyễn Phú Trọng phải xem xét lại, bởi vì là ông ta có lẽ là cái trí tuệ với khả năng của ông ta có hạn. Hơn nữa ông ta chỉ là cái người được đào tạo trên cơ sở sách vở ở bên Liên Xô trước đây từ những năm 80, và cái thời gian học của ông ta bên Nga, bên Liên Xô thì cũng rất ngắn, tức là chỉ có 23 tháng mà thôi để làm cái luận án phó tiến sĩ về xây dựng đảng. Thế thì trong khi lúc mà phải học đủ 36 tháng là 3 năm thì mới xong, thì ông ta 23 tháng đã về nước. Thì cái điều này các bạn có thể tự tra cứu trong cái từ điển bách khoa trên mạng thì các bạn sẽ thấy. Thế thì việc cái bằng cấp của ông ta đã là bằng xây dựng đảng, là cái thứ mà cũng không biết để làm gì, cũng chẳng có ai dùng cái đảng đấy cả.
như ở đây người ta nói bằng xây dựng nhà, xây dựng trại chăn nuôi, xây dựng trại thú y, xây dựng trường học. Thế nhưng mà xây dựng đảng thì chả để làm gì cả. Đấy, thì ông ta đã có cái bằng đó. Thế bây giờ cái nhận thức của ông ta với cái thế giới thì có lẽ nó bị méo mó đi, vì ông ta đã học và đọc quá nhiều những quyển sách đó. Và sau một thời kỳ rất dài, ông ta lại làm trong ban tạp chí Cộng sản, là cái tạp chí mà cũng không ai đọc cả, chẳng để làm gì cả. Đấy, và bây giờ lại cũng không may cho Việt Nam, thì hiện nay ông ta lại là người đứng đầu nhà nước. Cho nên là cái ảnh hưởng đó, cái tác hại đó còn rất dài. Điều thứ 8 ông Nguyễn Phú Trọng không muốn là tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. Đấy, các bạn xem được điều thứ 8. Đây, điều thứ 8 đây. Tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. Cái này thì rất là quan trọng. Bởi vì là rõ ràng là những cái chương trình truyền thông như các bạn đang xem là họ mạng xã hội, và rất là nhiều những cái internet rồi là YouTube, rất là nhiều mạng xã hội khác. Họ người dân Việt Nam bởi vì không được bày tỏ cái quan điểm của mình trên báo chí nhà nước, bởi vì họ không đăng, ngay cả những tờ báo trong nước, ngay phóng viên báo chí của những tờ báo trong nước họ cũng không đăng những cái điều mà người dân mong muốn. Chính vì vậy mà họ đã bày tỏ cái quan điểm đó trên các mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông khác, thì đấy là cái điều mà Nguyễn Phú Trọng rất lo ngại. Bởi vì là với hơn 90 triệu dân Việt Nam thì có hàng chục triệu tài khoản Facebook, YouTube và mạng xã hội khác, thì họ Twitter, họ sẽ cập nhật thường xuyên và liên tục, ngay lập tức, đồng thời ngay lập tức tất cả những thông tin trên thế giới diễn ra. Và ngay cả cái thông tin gần đây nhất các bạn đã thấy được hưởng lợi, đó là thông tin về việc Trung Quốc là vi phạm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam và hiện nay vẫn tiếp tục vi phạm. Thế thì các bạn biết từ đâu ra, thì các bạn biết đó là do cái mạng xã hội đưa lại thông qua truyền thông Facebook, qua những cửa hàng truyền thông ở nước ngoài, chứ không phải qua những cơ quan báo chí của nhà nước ở Việt Nam, gồm có hơn 800 cơ quan báo chí ăn lương, ăn thuế của người dân nhưng mà không phục vụ người dân. Thì cái điều đó là bất lợi. Và ông ta rất lo ngại cái chuyện là lôi kéo dư luận xã hội theo cái hướng không theo đường lối của Đảng. Bởi vì đường lối của Đảng thì có phải là do người dân, Đảng thì có phải những cái cán bộ lãnh đạo Đảng này không phải do dân bầu. Đấy, chỉ do một cái nhóm nhỏ trong Đảng và thậm chí nhóm rất nhỏ trong Đảng bầu lên nữa. Thế thì nó cũng chưa chắc nó đại diện quyền lợi của cả cái Đảng Cộng sản, mà chỉ đại diện quyền lợi của một nhóm trong Đảng mà thôi. Đấy, mà khi mà đại diện quyền lợi của số ít người như thế, và với cái nhận thức của họ là rất lạc hậu, những cái là rất lạc hậu, và những cái người mà lãnh đạo đó bản thân họ cũng chưa chắc không đi ra nước ngoài, họ cũng không biết ngoại ngữ, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, có thể chỉ biết một chút tiếng Nga và tiếng Trung Quốc mà thôi. Thế nếu mà như vậy thì đương nhiên họ dùng những kiến thức họ đọc được trên báo chí Trung Quốc, báo chí Nga, Liên Xô, thì có thể mà Nga là Liên Xô, Liên Xô cũ ngày xưa từ lúc Cộng sản, thời Cộng sản, và Nga bây giờ nó khác rồi, thì họ dùng những kiến thức đó để điều hành đất nước thì rõ ràng nó sẽ méo mó. Và chính vì vậy họ sợ người dân biết được những thông tin khác, hoặc là họ sợ giống như một con những cái gì đó sợ ánh sáng ấy, thì là họ không muốn người dân biết điều đó và họ lo ngại điều đó. Chính vì vậy mà có cái điều 8. Và điều 9 mà ông Nguyễn Phú Trọng lo sợ đó là gây chia rẽ nội bộ giữa các dân tộc tôn giáo với Đảng và nhà nước. Đây, các bạn thấy theo điều 9 đây. Đấy, đấy. Thấy không? Gây chia rẽ nội bộ giữa các dân tộc tôn giáo với Đảng và nhà nước. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thế là sao? Điều này cũng là cái điều mà rất khó khăn cho cái công tác tuyên truyền tuyên giáo của Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam các bạn biết ở đó có rất là nhiều dân tộc khác nhau, nhiều tiếng nói khác nhau, và cái phong tục tập quán cũng khác nhau. Thế thì nhưng có tự do báo chí, tự do biểu đạt và tự do tín ngưỡng, thì cái tự do tín ngưỡng là quan trọng. Bởi vì là khi mà người dân người ta theo đạo Thiên Chúa, hoặc người ta theo đạo Phật, hoặc đạo Hồi, thì phải tôn trọng cái điều đó. Bởi vì cái hiến pháp Việt Nam đã quy định là họ được quyền làm như vậy. Thì nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội đã không cho phép người dân tự do tín ngưỡng. Chính vì vậy mà họ đã bị bức xúc, họ phải phản ứng lại những cái việc đó đối với Đảng Cộng sản. Bởi vì những cái đạo đó ấy, nó có trước Việt cả Đảng Cộng sản từ rất lâu rồi. Họ ở Việt, như đạo Phật chẳng hạn, hoặc là đạo Thiên Chúa, hoặc và một số ít nữa là đạo Hòa Hảo, rồi đạo Hồi giáo, nên họ đều có rất lâu rồi, và họ có cái cách sinh hoạt của họ, họ có cái đức tin của họ. Nhưng mà Đảng Cộng sản đã ngăn cản rất nhiều những cái hoạt động này của các tôn giáo. Chính vì vậy mà họ đã phản ứng. Mà khi phản ứng rồi ấy, thì báo chí không đưa, thì tất nhiên là những mạng xã hội và người dân sẽ truyền tải nhau những thông tin này, và điều đó là gây bất lợi cho ông Nguyễn Phú Trọng. Và chính vì vậy ông ta rất sợ cái việc là gây chia rẽ nội bộ giữa các dân tộc tôn giáo và Đảng và nhà nước.
Nhưng mà tất cả 9 điều trong này, 9 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đấy là một quy luật tất nhiên, tất yếu thôi. Thế là bây giờ thì không thông tin ai cũng tiếp cận cả. Rồi các ngay cả các lãnh đạo trong nước họ cũng đi ra du lịch ở nước ngoài rất đông. Và họ cũng đến đây, các bạn thấy cái khu vực này rất đẹp, họ lên những cái thuyền như thế này, cái tàu thuyền như thế này, họ du lịch, họ uống cà phê, họ thấy cuộc sống rất thoải mái, mặc dù đa đảng. Và có thấy an ninh trật tự rất rõ ràng, những cái phương tiện xe cộ rồi tất cả mọi cái đi lại là có pháp luật bảo vệ và không sợ bị mất cắp, không sợ bị cậy phá, hoặc là khi mà anh bị bất cứ cái điều gì bị ai đó đe dọa thì anh có thể báo cảnh sát ngay và người cảnh sát đó họ sẽ làm việc và họ sẽ xử lý cái việc đó theo đúng cơ sở của pháp luật. Thì đấy là cái điều mà nhà nước pháp quyền, thể chế dân chủ, đa đảng và xã hội dân sự đã đem lại một cái điều rất tốt đẹp cho nước Đức. Và đương nhiên hiến pháp của nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức cũng như các nước dân chủ khác, họ luôn luôn bảo vệ cái nền tự do dân chủ của những cái nước họ, và họ mong muốn rằng cái điều này sẽ đem đến cái hạnh phúc cho cả những cái nước khác, trong đó có Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình thứ hai trường diện tường thuật trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay về việc ông Nguyễn Phú Trọng lo ngại 9 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản hiện nay sẽ dẫn đến tan vỡ đảng và sẽ dẫn đến nhiều cái đảng phái khác ở trong nước sẽ được thành lập và người dân sẽ còn không bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản nữa. Thì đó là cái điều mà chúng tôi truyền tải trong chương trình ngày hôm nay. Và ở đây là một cái dòng sông rất đẹp ở trung tâm Berlin. Và trước khi chấm dứt chương trình này thì các bạn hãy gửi những cái commentar hoặc là các bạn hãy gửi những cái nhận, có những bạn hỏi commentar là gì, chúng tôi xin lỗi và tôi nói đấy là tiếng Việt, thì có nghĩa là những cái comment, những cái nhận xét góp ý vào chương trình của chúng tôi ngay ở trong cái live stream này để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn tốt hơn nữa trong thời gian tới. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi của Facebook Lê Trung Khoa, của YouTube Thời báo .de, Facebook của Thời báo .de để biết được những thông tin cập nhật mới nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc các bạn một ngày Chủ nhật an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo .de, Chủ nhật ngày 21 tháng 7, 2019 từ Cộng hòa Liên bang Đức. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Và tôi sẽ quay một chút hình ảnh xung quanh để các bạn thấy cái không gian ở đây như thế nào. Vâng, đây các bạn thấy, đây là trên cầu. Đây là cái cầu mà rất nhiều những cái người dân khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới họ đến đây, họ du lịch, họ tham quan để thấy những cái cảnh đẹp. Và những cái cây cầu này là những cây cầu cổ ngày từ trước, từ xưa. Và phía Đức là họ đã tôn tạo lại, họ dựng lại những cái đèn rất đẹp và đúng theo như là những cái thiết kế từ cách đây hàng thế kỷ. Đây là cầu bằng đá. Vâng, xung quanh đây các bạn thấy, còn ngay phía xa cái ngôi nhà đỏ đằng kia là cái ngôi nhà đỏ màu đỏ đó, đấy là tòa thị chính của Berlin, nơi Việt Nam đã từng được phía Đức cho mượn để tổ chức Tết vào một cái năm mà đại sứ Nguyễn Hoàng Anh đang ở đây. Thế nhưng tuy nhiên sau vụ án bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh thì cái điều đấy là không được thực hiện nữa và phía Đức đã không còn cho mượn nữa, không cho mượn cái tòa đỏ, nhà đỏ nữa. Đấy, và các bạn thấy, và ngay cả trung tâm Berlin đây là tháp truyền hình, các bạn thấy không? Đấy, cái tháp truyền hình này là cái biểu tượng rất là nổi tiếng của thủ đô Berlin. Đây là cái một cái công trình được từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là họ xây dựng. Tuy nhiên sau khi nước Đức thống nhất thì họ vẫn giữ lại và làm cái nơi để có thể khách tham quan lên trên đó. Và cái tháp truyền hình đó, cái hồng tròn đó thì nó có thể quay được. Các bạn có lên đây uống cà phê thì nó sẽ quay xung quanh thành phố, nhìn xung quanh thành phố rất là đẹp. Và ở đây còn đây là khu công viên. Khu công viên này là cũng nằm ngay trung tâm của Berlin. Và các bạn cũng biết rằng ở nước Đức thì khi họ quy hoạch thì họ sẽ làm rất tốt. Và chính vì vậy mà những cái khu công viên này là luôn luôn xanh và được chăm sóc sạch sẽ, cẩn thận. Và cái phao này các bạn thấy ở dưới này á, là cái sông. Cho nên là ở trên này họ để cái phao, là nếu có ai á, mà bị ngã hoặc là họ bị làm sao thì họ ném cái phao này xuống thì để cứu cái người đó. Thì đấy, tất cả đấy là cái luật của bên Đức, là khi để những cái cầu mà cạnh cái cầu đều phải có những cái phao như vậy. Đây, còn trong đằng sau cái khu rừng, cái khu vườn đó thì ngày hôm qua tôi đã quay cho các bạn cái hình ảnh và cái tưởng niệm cái hình ảnh của ông Kamas và Angen nằm trong đó, là cái nơi mà nước Đức vẫn dùng để là cái chỗ mà lưu niệm cho những cái người biết cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản. Và nếu các bạn quay sang đây một chút nữa thì tôi xin giới thiệu thêm, đây là khu vực mà chúng tôi vừa quay lúc nãy. Thì đây là cái khu mà cái dòng sông này là rất là đẹp, dòng sông đào nó kết nối với những dòng sông tự nhiên xung quanh nước Đức rất đẹp, và nó chạy vòng ở xung quanh Berlin. Và chính vì
cái dòng sông này mà họ đã làm thành những cái du thuyền, có những cái du thuyền nhỏ để khách có thể lên trên những cái tàu này, ngồi đây là đi dạo xung quanh Berlin, phong cảnh rất là đẹp. Và đây là thể chế tự do và dân chủ đa nguyên đa đảng, và không biết tại sao mà ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của chúng ta vẫn cứ tiếp tục ôm lấy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và ôm lấy chủ nghĩa cộng sản để làm khổ người dân Việt Nam trong thời gian tới đây. Đấy, các bạn thấy rất đẹp. Xa là khu nhà thờ, trên đó có cái cổ rất đẹp ở trung tâm Berlin, và ngay cạnh đó là cái trường đại học Cung Bôi đang được xây dựng trên cái nền của một cái khu Dinh Cộng Hòa. Dinh Cộng Hòa là một cái nơi mà trước đây là của Cộng hòa Dân chủ Đức. Như là trước khi nó đã bị Cộng hòa Dân chủ Đức chiếm dụng để xây thành cái dinh phục vụ Đảng Cộng sản, thì bây giờ họ đã xây lại, để họ đang tiến hành xây dựng để đây trở lại cái trạng thái như trước đây, là thành một cái lâu đài. Và trong cái lâu đài này sẽ được trường đại học Humboldt ở Berlin sử dụng làm cái nơi để hội họp, nơi tranh luận về tất cả mọi đề tài, trong đó những vấn đề về đề tài về tự do, dân chủ và những cái việc khác, những cái đề tài khác mà phục vụ dân sinh. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và tôi xin dừng cái chương trình ngày hôm nay Chủ nhật 21 tháng 7 ở đây, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới. Chào các bạn và cảm ơn các bạn.